Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có khoảng 255.000 lao động trực tiếp làm việc trong các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp. Đây là lực lượng tạo ra của cải vật chất cho xã hội và đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh. Thế nhưng cuộc sống của công nhân cả nước nói chung và Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng vẫn bộn bề gian khó. Hầu hết công nhân đều phải thuê trọ trong những căn phòng chật hẹp. Không chỉ khó khăn về vật chất, đời sống tinh thần của đại đa số công nhân cũng nghèo nàn thiếu thốn. Trước bối cảnh này, thì các cấp các ngành trong tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp cải thiện và từng bước nâng cao đời sống của công dân. Bà Rịa Vũng Tàu có khoảng 255.000 lao động làm việc trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp. Trong đó, phần lớn là lao động ngoại tỉnh nên có nhu cầu bức thiết về nhà ở. Tuy nhiên, cả tỉnh mới chỉ có 13 dự án nhà ở cho công nhân với trên 1.720 căn hộ. So với nhu cầu thực tế, con số này rất nhỏ, mới đáp ứng được gần 20%. Có một chỗ ở ổn định để an cư lạc nghiệp là mong muốn lớn nhất của hàng chục ngàn lao động hiện nay. Tôi ở phòng trọ rất là khó khăn. Một mình độc thân nuôi con mấy chục năm nay rồi. Tôi chỉ mong rằng là cuộc sống của tôi công việc ổn định và có một cái nơi nhà ở che nắng che mưa. Hiện tại thì người lao động của chúng tôi là ở các tỉnh lân cận về đây làm việc thì ở trọ rất là nhiều và họ rất khó khăn trong cái chuyện là nhà ở, phải đi thuê nhà đủ thứ, rất nhiều chi phí. Công nhân nhập cư có con nhỏ cũng rất khó gửi con vào các trường mẫu giáo công bởi nhiều trường công gần các khu công nghiệp phần lớn đã quá tải, lại đòi hỏi gia đình phải có hộ khẩu hoặc giấy đăng ký lưu trú, điều mà lao động nhập cư khó lòng đáp ứng được. Do vậy, phần lớn công nhân phải gửi con tại những điểm giữ trẻ tư thục, tự phát, vừa chi phí cao, vừa khó đảm bảo về an toàn, chất lượng như trường công. Tôi cũng đang giữ trẻ tại một trường tư nhân. Thì tình hình là đi làm thì cũng rất là lo lắng cho con, sợ cũng có nhiều trường hợp là trẻ bị đối xử phân biệt. Cái thứ hai nữa là về cái phần giáo dục. Và cũng như là ăn uống thì nó cũng sẽ thiếu thốn một số gọi là chất dinh dưỡng đó. Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu văn hóa tinh thần càng trở nên cần thiết, giúp tái tạo sức lao động, kích thích tinh thần, khơi thông sự sáng tạo cho mỗi người. Thế nhưng sau mỗi giờ làm, đa số công nhân đều trở về phòng trọ bởi không tìm được điểm vui chơi phù hợp. Toàn tỉnh chỉ có gần 5% trong tổng số gần 8.750 doanh nghiệp xây dựng các công trình văn hóa, thể thao, giải trí phục vụ công nhân lao động. Tôi cũng muốn các ban lãnh đạo có thể đầu tư thêm cái ngành giải trí như là khu vui chơi dành cho trẻ em cái nọ, để có một cái khu nào để mà khi mà công nhân đi làm việc về để cho con em họ nó đi vui chơi giải trí trong một ngày làm việc của mình đó. Dịch bệnh COVID-19 vẫn còn phức tạp, lạm phát tăng cao, nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu đang hiện hữu, khiến hàng ngàn doanh nghiệp giảm hoặc không có đơn hàng. Theo thống kê chưa đầy đủ của Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trong tháng cuối năm 2022, có hơn 16.000 lao động trên địa bàn tỉnh bị giảm giãn việc làm. Tình trạng này dự báo sẽ còn tiếp diễn trong quý 1 năm 2023. Do đó, các cấp ngành đang triển khai nhiều giải pháp trước mắt lẫn lâu dài, nhằm ổn định và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống công nhân trên địa bàn. Liên đoàn tỉnh cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh là tiến tới là sẽ trong tháng 12 sẽ tổ chức cái buổi đối thoại giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Liên đoàn nông tỉnh với là các cái đoàn viên công đoàn công nhân người lao động. Thì qua đó để lãnh đạo tỉnh, Liên đoàn lao động và các sở ban ngành của tỉnh cũng nắm bắt được những tâm tư nguyện vọng, những khó khăn của người lao động, cũng qua đó thì cũng để tìm hiểu thêm cái đời sống khó khăn và những cái kiến nghị, những cái bất cập trong các cái chế độ chính sách mà người lao động có kiến nghị đến với các sở ngành. Ngoài ra thì Liên đoàn lao động tỉnh cũng đã đang triển khai thực hiện cái gói vay 20.000 tỷ, gói vay ưu đãi để thông qua cái ngân hàng HD Bank. Mới đây trong buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh về việc chăm lo cho đời sống công nhân lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, yêu cầu các cấp công đoàn nỗ lực huy động những nguồn lực để hỗ trợ người lao động trên tinh thần yêu thương, chia sẻ, vui tươi và lành mạnh. Cái việc bị
giãn cách cái giờ làm việc, rồi tạm dừng lao động này, hợp đồng, thì việc này chúng ta tập trung quan tâm thêm nhiều hơn so với các năm trước. Vì này nó mới, tôi thống nhất với cái kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh đưa ra. Trên tinh thần là chúng ta bao quát hết, kể cả cái người ở lại, lao động ở lại dịp Tết ở lại địa phương, lao động mà gặp khó khăn, rồi các mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ. Và cái thứ ba nữa là cái đối tượng lao động mà có thời gian dài rồi chưa được đi về quê. Thế tôi đề nghị là xem xét để làm sao mức hỗ trợ trong cái điều kiện khó khăn người lao động này ở cái mức cao nhất có thể theo quy định. Theo kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, dự kiến có khoảng 112.336 người lao động được thụ hưởng chính sách hỗ trợ Tết với tổng kinh phí khoảng 41 tỷ đồng từ nguồn tài chính công đoàn. Từ nay đến Tết Nguyên đán, công đoàn các cấp sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra giám sát người sử dụng lao động, thực hiện các quy định pháp luật về tiền lương, thưởng. Chăm lo cho người lao động về lâu dài, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài nguyên Môi trường liên hệ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để nắm rõ mục tiêu và nhu cầu đầu tư các thiết chế công đoàn như siêu thị, nhà ở, nhà văn hóa, khu vui chơi giải trí dành riêng cho công nhân, nhà trẻ cho con em công nhân trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, phối hợp cùng các đơn vị khảo sát, giới thiệu vị trí đất đầu tư cũng như có chính sách huy động nguồn lực nhà đầu tư phù hợp.